Người ta nói là nhất dáng nhì da, đúng không ạ? Và nhất thanh nhì sắc. À, thì phải nói rằng một chiếc X6 thì nó được tất cả mọi thứ các bác ạ, được cả giá cả da, được cả xanh thanh, được cả sắc. Vậy thì những cái thiên hướng của bộ thể thao, phải nói X6 là một chiếc xe có một cái vẻ đẹp, nó mang cái chất hoàn hảo nhất. À, với cái sự mạnh mẽ, cái sự cá tính và thực sự là chất men, thì X6 là một chiếc xe làm rất tốt về điều đó. À, đầu tiên là tôi yêu nó ở cái gì, đó là cái thiết kế cúp bồ thể thao. X6 nhìn mãi mãi nó là đẳng cấp. À, và chiếc xe nó không rẻ, nhưng nó chỉ là lúc mới thôi. Vậy thì một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Một chiếc X6 nhiều tỷ đồng, nó là một chiếc xe huyền thoại trong dòng cúp bồ thể thao. Như ngày hôm nay Phúc Yêu bán chiên cho các bác một cái giá cực kỳ tình yêu. Các bác chỉ bỏ ra trên 400 đã sở hữu được nó thôi. Đương nhiên là xe cam kết cho các bác không đậm xô, không tủy kính cầm nước các bác ạ. Vậy thì chúng ta hãy đi tìm cái điều thú vị của nó. Đầu tiên, những cái form dáng thiết kế, những cái tính năng, những cái gì là cao cấp nhất thì nó có hết rồi các bác nhé. Đèn của nó là full nét đây ạ. Toàn bộ là full nét với những giải ống nét này, rất đẹp. Và những cái dòng cúp bồ thể thao thì nó là dòng xe 5 chỗ ngồi. Vâng, 5 chỗ ngồi thôi các bác ạ. Đấy, thì nó quá rộng rồi. Đây các bác có thể thấy nhé. Và đặc biệt là cái đuôi của nó cũng mang cái thiên hướng thể thao 100%. Đó là vuốt cong. Đấy. Và cái logo thương hiệu của X6 đây nó nổi ra ngoài. Nhìn nó cái gì đó, nó men, nó cơ bắp, đúng không ạ? Và từ cái lipo thể thao thì các bác có thể thấy rằng cái bô trông của nó cũng khá là gấu, và khá là gấu. Nên đi chiếc xe này thì tất cả mọi người đều phải ngắm nhìn. Nhưng đây chưa hết đâu, các bác hãy nhìn xuống dưới đây để thấy cái bản nốt của nó khủng khiếp cỡ nào. Rất ít những chiếc xe có cái bản nốt to khủng khiếp như này để tăng cường cái độ bám đường. Đó, đó là những cái điều tuyệt vời của X6. Bộ là răng 20 inch cực to. Đấy, nhìn nó đã mắt các bác ạ. Đấy, nó đã nhá. Đây ạ. Đây người ta gọi là trả thù quá khứ. Ngon bổ rẻ tiền ít tiền nhiều. Nhưng các bác đi chiếc X6 trên đường, nước con này trên đường thì nó quá đẹp. Và mọi người đều phải ngước nhìn. Nó là điều chắc chắn rồi. Và nó cũng trang bị những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Chẳng hạn như phanh tay điện tử, auto hold. Đấy, cần số điện tử. Và con này tôi không nhầm có cam 360 luôn. Đó. Bộ la răng các bác nhìn cho em này. Yêu chưa? Yêu chưa? Đấy. Và chúng ta nhìn chiếc X6 thì quả tôi nói rằng nếu một ai khó tính nhất thì cũng phải đồng ý với tôi là X6 thiết kế rất đẹp. Nó nói là một từ rất đẹp luôn. Kể cả ở phần đầu nó trang bị tới hai đèn bi và giải đèn LED TV ban ngày là hình tròn các bác ạ. Đấy. Đây nhá. Và những cái đường gân dập nổi trên nắp capo nó tạo lên cho chiếc xe nó cơ bắp hơn, nó cá tính hơn, nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Thì đó là X6. Đây là chiếc xe cùng đời. Thì tôi đánh giá đây là chiếc xe là khá là đẹp. Nó giữ được cái nguyên bản qua thời gian thì phải nói chiếc X6 này quá đẹp các bác này. Đấy. Đèn bi cũng trang bị đèn gầm cảm biến cảnh báo va chạm trước và sau luôn. Những cái đường gân gập nổi của X6 trên nắp capo rất đẹp. Đấy. Nói chung là cái bề thế nó tạo lên một cái sự bề thế, một cái dòng xe thể thao. Wow. Vâng, chất nừ các bác này. Vâng, thực sự là chất nừ luôn. Đó, nhìn phê chưa? Và chúng ta hãy bước vào khoang nội thất. Đó là cái kiểu dáng bên ngoài. À, tôi cũng phải nói là tôi cái ông thiết kế ra chiếc xe này, phải nói là ông này có một cái ý tưởng chiều tượng rất là tuyệt vời. Đây, liền nạc các bác nhé. Xe nguyên bản cánh cửa này, chủ nhân rất cẩn thận này, chống trầy này. Liền nạc này. Đấy, chuẩn men nhé. Đấy. Đây nè. Con này thì vẫn giữ được cái độ zin của nó. Nhựa mềm này, ốp gỗ này. Nó là dòng xe cao cấp rồi các bác ạ. Âm thanh thì hay rồi. Đấy, đây nhé. Đó là chi tiết đầu tiên. Ghế thì toàn bộ hai ghế đều chỉnh điện. Hai vị trí như ghế và ghế chỉnh nhiều hướng luôn. Ghế da zin theo xe. Những cái vật liệu thì đây, bao nhiêu năm, nó không bao giờ xuống cấp. Bản nè đây, bảo vệ dây điện này, tem này. Đó, các bác thấy không, tem này. Còn hết nhé, qua thời gian, đây ghế của nó này. Cái tựa đầu này có thể lưng hạ xuống, lưng lên bằng điện được nhé. Ghế bò da bò Mỹ này.
Đấy. Cửa sổ lóc này. Đấy. Vô lăng này. Đây, các bác nhìn cái gãy số vô lăng thôi, nó cũng thể hiện lên cái sự cá tính. Ngay khi chúng ta bước vào xe, nhìn cái vô lăng này, có ốp carbon này, còn đây là chi tiết da này, rất nhiều chi tiết carbon đó. Và đèn đây thì auto này. Đấy, vô lăng chỉnh điện này. Đấy, đây. Đấy, các bác có thể thấy nhé. Đó. Và chúng ta hãy tiếp tục bước vào trong này. Đây. Hai bước vào đây. Nhìn kết quả màn hình giải trí Android. Được chưa? Rất ok luôn các bác này. Cảm ứng nhá. Đấy, cảm ứng nhá. Và vuốt này. Vuốt này. Và cần số điện tử này. Đấy, phanh tay điện tử này, auto hold này. Và cái này là chỉnh cài đặt trong màn hình. Đây. Đấy. Rất nhiều đồ xịn nhé. Có hỗ trợ đồ đèo khởi hành ngang dốc này, cảm biến này. Đầu CD 6 đĩa này. Điều hòa hai vùng đồng lập đề lỗ thông minh này. Rất nhiều. Cái này có sấy này. Đấy. Đều có sấy sưởi này, làm mát nhanh này. Sấy này. Đấy, làm mát này. Ok lắm. Rất đầy đủ các chức năng. Phải nói là ok đấy. Cái màn hình này. Trang bị thì đương nhiên là cắm nồi rồi. Đấy. Nét không? Quá ok. Đấy, màn hình giải trí nhé. Và cần số điện tử cầm bấm bấm B là xong rồi các bác ạ. Bấm B là xong. Những chi tiết của xe còn phải nói một từ là rất mới luôn. Gương chống chói chỉnh điện nhé. Có khoảng cách luôn. Đó. Đó, chi tiết của xe mà tắp lô rất đẹp. Khẳng định rất mới luôn. Đấy. Ở cái tầm tiền này thì không biết là như thế thì các bác đã thấy nó quá hợp lý chưa? Đấy. Nó quá hợp lý không? Tôi tin rằng nó quá hợp lý. Đấy, nó quá hợp lý cho các bác nhé. Đó, và chúng ta hãy tiếp tục đi vào ghế sau. Đây. Cái này thì có rèm che lắng này. Đấy. Kéo cơm, cái bằng tay. Nhưng còn rất mới nhá. Những chi tiết của xe còn khá đẹp. Đấy, khá đẹp. Đây này, chi tiết da nguyên bản này. Ghế sau này, bệ tỳ tay để cốc này. Điều hòa phía sau này cũng là auto luôn. Đó. Hai vùng điều hòa phía sau nữa. Và rất rộng. Đấy, cái trần rất là cao nhá, nhìn cúp bồ nhưng rất là cao. Ghế da zin nguyên bản. Đây các bác này. Đó. Được chưa? Chốt khóa này, yêu chưa? Bộ la răng mới yêu làm sao này. Đấy, bộ la răng mới yêu làm sao này các bác này. Bản nốt rất là to nhá. Vậy thì chúng ta đi phần cốp sau. Cốp sau này thì nó không gì đặc biệt cả. Đấy. Chỉ được cái nó rộng thôi. Chứ nó không có gì ở đây cả. Đây là các bác này. Nó rất rộng. Đấy. Nhưng đặc biệt khi mở cốp thì cái điều gì ạ? Nó mở phát. Đấy, nó mở phát. Nhìn chiếc xe nó rất gấu luôn. Đấy, đúng chất luôn nhá, rất gấu luôn. Đó. Được chưa ạ? Cái logo rất yêu X6 này. Con này động cơ 3.0. Đấy, 3.0 các bác ạ. Đấy, và động cơ đây đang nổ thì tôi cũng xin phép này. Đây là khá kín, lát nữa các bác đi phần gầm thôi. Máy đây nó khá kín rồi. Nó khá kín nhá. Đấy. Nó khá kín. Không nhìn thấy gì cả. Đây, nhớ đồ ủi này. Trước chưa? Cũng giảm sóc rồi. Quá khủng luôn này. Quá khủng luôn này. Máy này nó kín. Đây là ốc này. Đấy, không mở được thì các bác đi phần gầm của chiếc xe nhé. Đấy, đi phần gầm của chiếc xe. Vậy thì trước khi đi phần gầm của chiếc xe. Ngược rồi. Cái này bắt chặt rồi. Ngược xoay đi. Cái này bắt chặt vào cho anh. Cái này bắt chặt vào nhé. Là quên chốt rồi này. Quên chốt rồi này. Bật ra này. Đấy. À, trước khi đi phần gầm của chiếc xe thì các bác hãy nhìn lại một lần nữa nhé. Các bác hãy nhìn lại chiếc X6 một lần nữa. Xem thực sự cái vẻ đẹp của nó có tuyệt vời không. Vẻ đẹp của nó quá tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Đấy. Đây này các bác này. Đấy, nhìn nó yêu luôn. Nó quá yêu chứ không phải là yêu. Và chúng ta chỉ bỏ ra hơn 400 triệu đồng để sở hữu được nó. Con này là 2008. Xe nhập Đức các bác nhé. BMW X6 quá đẹp luôn. Thank you các bác. Bây giờ các bác đi phần gầm đi ạ.
Và cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe và Đam Mê. Thank you các bác.